Hôm nay cập khi có dòng đệ tử, tôi con kê Phật Thánh tự kê Pháp Đức, tấu lên cập khi thượng đàn, tam bảo chư Phật cập khi tam phủ công đồng, chứng minh công đức tứ phủ vạn linh, kê thập điện minh vương chứng minh công đức cho, quan kê chứng giáng cho, thì hôm nay chư bị kê tổ thư, binh tuệ binh độ chứng giáng cho, đệ tử cập khi có trong để kê tiếp lận cập khi linh hồn, để kê bài vị cố ông chính hồn, cập khi Nguyễn Ngọc Minh, ra tại cái cửa ngục để cập khi có trong để cái tháp phá cái cửa ngục để cái cho cái linh hồn được cái gắn phá ngục dẫn để cửa ngục cập khi có trong để cái tiền phá đông tây hậu phá nam bắc để cập khi cho cái linh hồn được tiêu thoát thiên đường để cái quy vu Phật quốc hôm nay cái các quan để cái chư vị tổ thư chứng minh công đức binh tùy binh độ các quan các tướng Phật Thánh hội đồng bảo hộ cho đệ tử được cái khấn thông cầu tới để cập khi cũng tiền khoa hậu đoạn để cho đệ tử khấu đầu lạy Phật lạy Thánh chư vị tổ thư chứng minh công đức cho đệ tử khất đắc âm dương nào. Kê thiện tài y như sở nguyện các quan chứng minh công đức. Để chú bưng cái mâm này xong bám theo cái quay mặt ra. Phải bám. Đặt vào trong ấy, đặt cái mâm ở vòng ra đặt vào trong ấy. Đấy, cho vào trong ngục ấy. Ở trong ấy. Đấy. Một chập nữa cho nó zin giờ đi. Còn bờ chế mà bạn chẳng thì rú mình rồi. Bờ chế nào nữa bạn. Hôm nay nào để cho nghi pháp từ tôi con kê Phật Thánh ra tại cung thiền nạp tài tế đế cập khi cung thỉnh đông tây nam bắc cập khi ngục chúa thần quan để cập khi án hạ thần thỉnh cập khi đông phương để cập phong ngôi địa ngục cập khi nam phương bá tha địa ngục tây phương cập khi đao binh đao thân địa ngục trên bắc phương hàn băng địa ngục trung vương ly lê địa ngục ngục chúa thần quan án hạ chứng minh công đức cho cây trai phủ Nguyễn Kê Thị Lan để cập khi có trong để kê nạp tài tế lễ cho nhà kê tiến chủ cập khi có trong khu quân chính hồn mệnh trung chi nhật thác bá chi thị đi kê Nguyễn Kê Ngọc Minh chính hồn cập khi hôm nay cập khi thác bá đắc đà lai liên để ra tại kê cửa ngục môn khai cung thỉnh kê đông tây nam bắc ngục chúa thần quan đồng đáo lai lâm kê tại đông thỉnh đông tại tây thỉnh tây tây thỉnh nam bắc thỉnh bắc trung ương thỉnh trung ương tốc tiểu đàn lên cho kê đông mặt đông điện hết tất cả cho kê tại cập khi đại nam quốc nghệ an tỉnh cập khi có trong tân kỳ huyện để cập khi có trong để kê tân long xá hệ kê tân cập khi có trong vị thôn để kê đồng đáo các quan đồng đáo lại làm tốc tiểu môn cho kê tháp như kê khắp đắc âm dương viện tiền âm dương đồng pháp đồng ngựa đông phúc tây ngựa mấy kể là linh thiên nào kê chuyển tay mời đại đến trên đà về đóng cái cửa vào. Đâu? Đông Nam là mấy chứ? Đông Nam.
Thế xin độ tử cứu trợ lương gian, ra tại kia cửa ngục, đông tây nam bắc tại cập khi gia cư thứ tạch, để cập khi tôn thay lại đỡ cho hợp đồng ra trai chủ, để kê cung thỉnh đông tây nó chưa khám mẹ nè, đông tây nam bắc cập khi có trong ngụ phương ngục chúa thần quan, án hạ cập khi có trong ngự giáng đàn luyên chứng minh công đức lai đáo đàn luyên, để cập khi có trong trai chủ hợp đồng ra đẳng kiên thành, thành tâm nạp tài tế lễ các chư đông tây nam bắc chay bàn, thanh bông hoa quả kim ngân đệ bật cập khi thủ chư nhất khẩu lệ nghi tấu tiến lên ngụ phương ngục chúa thần quan, chứng minh công đức cho cập khi vong linh chính hồn, cố ông cập khi có trong Nguyễn kia Ngọc Minh, để cập khi mạnh trung chi nhật thác bá chi thị đi đắc đà lai niên, càn tuế bất đi kia hà lo hôm nay cập khi có trong hợp đồng gia trai chủ, lương thê kiền thành, khi cung thỉnh Phật Thánh, cung thỉnh cập khi tam bảo, chư Phật chứng minh tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh về, để cập khi có trong giải oan, cập khi có trong phá ngục, giải oan cắt, giải oan cho cái linh hồn cố ông, cập khi hành xe, xuất hành đại lộ, cập khi hành xa đã thát, để oan thân thương hồn chi nghiệp nhi mạnh trung, đắc đà lai niên hôm nay cập khi có trong niên cát ngọt hảo, kim nhật kim thì tại cập khi gia cư, thứ tạch tại kê đại Nam Quốc, Nghệ An tỉnh, để cập khi có trong Tân Kỳ huyện, để cập khi Tân Long xã, rồi cập khi có trong thành tâm tín chủ hợp đồng gia đẳng nam nữ tử tôn, thành tâm thiết lễ, để cập khi có trong chứng minh các chư ngụ phương ngục chúa thần quan, lại lầm chứng giáng tốc tiệu đàn luyên đông mặt đông điện tại đông thỉnh đông, tại tây thỉnh tây, tại nam thỉnh nam, bắc thỉnh bắc, trung ương thỉnh trung ương, tốc tiệu kê đàn luyên, rồi kê pháp sư còn kê cung tập đạo tàng án hành như khoa, tuân y kê khoa giáo luyện tình kê khoa nghi tấu lên ngục chúa thần quan, để cập khi có trong để kê cho pháp sư tiền phá đông tây hậu phá nam bắc ngục chúa, để kê phá tan cửa ngục cho linh hồn cố ông được kê giải thoát, để kê thoát ly ra tại cập khi về cửa về nhà, rồi cập khi thoát tại cái ngục môn, để cập khi sắp đổ ngục môn, để cập khi có trong để kê quy vu Phật quốc, từ đây trở đi quy tầm tố khổ cộng đắc tiêu khoa xin quy vu Phật quốc, hôm nay ngụ phương thục ngục chúa thần quan án hạ người kia chứng minh đông mặt đông điện ngự giáng đàn luyên cho pháp sư âm dương làm bằng vi tín đệ nhất âm dương đồng sấp đồng ngửa đông phúc tây ngượng mấy kể là linh thiêng nào. A Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay âm dương làm chứng vi bằng thì hôm nay cập khi các quan ngục chúa thần quan kê đóng tại đàn luyên chứng minh công đức văn khoa nhà Phật, văn khoa nhà Thánh, văn mời khoa thỉnh đây. Tham phương nam mô hương vân cái bồ tát ma kha ta, nam mô hương vân cái bồ tát ma kha ta, nam mô hương vân cái bồ tát ma kha ta, thiên đà lê ha tội tiêu khiên phá đường mà bá hồng điên
về địa ngục bắt ngục đồng con hiệu đã chừng nhân nhầm bàn nhiều nhân thầm địa chung bàn tử can sinh thầm lũ sẵn điểm một a ma a bi a thành điểm.
sát địa ngục ngần địa ngục ra tỏa địa ngục ra cố địa ngục kêu tâm địa ngục lời tâm địa ngục huyết hồ địa ngục ra bát hàn bát nhân địa ngục còn sớm nữa à nè à ngà tô lô bát la tô lô bát la tô lô sa bà sa ra nhật phà nhật la hồng nam mô phổ cung lượng bồ tát ma kha tát thần quang nhiễm điện a cam văn a trình cầu a trận văn a thuyền đề văn căn đường thiên đồng a bảng thiên bảng thường thọ Phật thánh thọ thiên niên trai chủ kiên thành xin khất chuộc nhất vị linh hồn đắc tiêu sinh tịnh độ gia quyến đắc bình yên thần tăng khất tuyên sở cú mất thách vậy tu tùy báo ơn quyên kinh cầu phổ độ nhất vị linh hồn phá ngục chuộc hồn giải oan cát đoạn chúng tăng hung thần đằng chúng nam thương yêu tử kim cứ đại nam quốc nghệ an tỉnh tân kỳ huyền tân long xã tân lập thô xóm cư phụng phật hạ thuyên thuyết tiếu bao ơn cúng lượng đồ linh sư kim trai chủ đường thê nguyễn thị lan hợp đồng gia đăng tức nhật bái can hồng tàu tờ sơn phục vì linh hồn phu quân nguyễn ngọc minh chính hồn nguyên mạnh sinh ư canh tí niên môi ngoạt nhật thị thủ thinh hướng thu tương đắc tư thập ngũ tuế đại hạn tốt vu giáp thần niên sớ bị hành lộ xa đả thát oan thân thương hồn nhi nghiệp di mạnh chung ngôn niệm thống ly linh hồn thụ kỳ tật bệnh hoàng lữ đâm ngũ kiến thị kiến hoàng thiếu dương đa chi vị biển hoặc đa áp thiếu thiện chi vị tiêu hoặc số hỷ thiền công hoàng tư bị chúng tăng chi dẫn xa hóa chi thị âm mà dương cách biển u hiến làn sông để kê phu quân chính hồn để cập khi có trong cho pháp sư còn kê nạp tài tế lễ cập khi có các quan chứng minh công đức cho kia pháp sư kê tiền phát đông tây hậu phát nam bắc ngục chúa để cập khi có trong là cái giải thoát cho linh hồn thoát ly cái ngục môn khai hôm nay cập khi bằng lòng hết tất cả chưa cho ngục chúa đông tây nam bắc chi thần án hại cho pháp sư khất đắc âm dương nào âm dương cười là tươi là tốt âm dương bất tiếu như hà bất linh cười là tươi là lợi kê thu chấp lệ nghi bất túc đa thiểu lòng thành ngụ chúa thần quan đông tây nam bắc thu chấp cho kia lệ nghi lòng thành mùi hương đã tàn mùi hoa đã nhạt cho pháp sư khất đắc âm dương nào kê thiện tai y như sở nguyện thì hôm nay cập khi thu chấp các chư kim ngân lệ vật nhắc ngân xong rồi nhắc ngân bấm ấy vậy nhắc ngân bấm cái này nhắc ngân bấm ở họ trong chắc để bấm béo vậy tật hắn cắt như cái này đi hả rượu ngúa rượu nhá đọc rượu thôi không cần đâu đi được cứ đi cứ đi không cần kéo nữa nào đi theo đi hướng phép thần tìm đến phá cửa ngục đông phương phong lôi địa ngục bồn sừng uy nghi ngưu đầu thiệt bốn đảnh đành bắt người làm tội ngồi thì thương thay hoặc là phạm thế đạn này bân trung thân hiếu ngày này chẳng tin hoặc là châm ba xem là điều viên thu hồi nhầm khi cho nên tội này gầm roi đón đánh đạo thay tội nhân khóc lóc đêm ngày tân toan tội nhân khóc lóc tiểu oan ươm sao cho khói diêm vương ngục hình thức nào cho được ngào du về chốn tây củ cực làng tỉnh bang
nhớ ơn có nhà tín quan lạy thuyết lập đàn cứu độ phóng sinh, mời thầy phá ngục tụng kinh cứu thoát linh hồn thì sinh thiên đường. Lạy có con cháu thảo hiền cứu lấy cha mẹ đổi bên đăng hồn, ơn có đức phật tự tôn tiêu giao khoái lạc đăng hồn làm nay. Bây giờ ơn bụt ơn rời thì nghe kinh giáo sơ nay đàn tràng, liền cho tiêu chủ bình an. Vâng con hồ cháu thọ trưởng sống lâu, hồ vâng toàn tổng sang giàu, đa nam đa nữ dễ dâu sòng toàn các sướng thiên thu vạn vạn tuế. Đông vậy nào. Ngượng ly công đức sở hữu cáo quan Đông Phương tuyên đọc. Hữu lương hữu đạo bạn tội giải oan bạn độ linh hồn sinh thoát giải trầm luân chi cảnh khâm thừa phần sắc bắt đăng cửu đình nhất như cáo mệnh phong hỏa phụng hành tuê thứ giam thì niên lục ngoan sơ thập nhân thì cáo hạ trưởng tam giới thái thượng trình nhân pháp sư tăng thần từ pháp đấng phụng hành và âm. Đá môn hai, đá môn hai. Tôi con kê Phật Thánh đề cập khi có trong để kê tấu lên cửa ngục Đông Phương Phong Lôi địa ngục kê kê chúa giả cập khi có trong khai ra khai tỏa khai tính khai hình cho cập khi có trong linh hồn của ông Nguyễn kê Ngọc Minh chính hồn thoát khỏi kê ngược cửa ngục kê Đông Phương Phong Lôi địa ngục khai ra khai tỏa cho linh hồn được kê tiêu giải thoát kê thoát khỏi kê cùng môn kê công ngưỡng tuy lưu Phật Quốc để khai giải khai phá ngục môn Đông Phương cái linh hồn thoát nạn cải kê Đông Phương cái cho pháp sư khất đắc âm dương nào không tập khí âm dương bất tiếu như hả bất linh. Hôm nay cái ngục chúa thần quan phong lôi địa ngục khai ra khai tỏa cho kê linh hồn kê thoát khỏi ngục kê môn Đông Phương cho pháp sư khất đắc âm dương nào kê chuyển tay. Đức Phật địa tàng người nay tông khai chư ủng hồn lại thoát thân từ này thoát khỏi tấm luân vân hồ con cháu thiên xuân thọ tàng tiêu chủ đều được bình yên hồn sinh phần quốc lên ngàn cõi tiên đồng tộc phú quý thiên liên rễ đâu hòa thuận giai gái song toàn vinh hoa các sướng thiên thu vạn vạn tuế. Ngượng ly công đức sở hữu bác phương cấn đường tuyệt đọc. Thanh thao hoàng thuyền chân phù cáo hạ hữu hòa phù cáo hạ bác phương hàn băng địa ngục chúa giả trưởng nhân gian sinh tử chi quyền ngục chúa thần quan thị địa hạ u âm chi sở hữu lương hữu đáo trước tội giải oan bàn độ linh hồn giải thoát trầm luân chi cảnh khâm thừa phật sắc bất đăng cửu đình nhất như cáo mệnh phong hỏa phụng hành quê thứ giam thì niên lục ngoan sơ thập nhân thì cáo hạ trưởng tam giới thái thượng trình nhân pháp sư tăng thần từ pháp đấng phụng hành và âm thường lai cáo văn tuyên đạo lý thu về nhàn vô tư mật bắc phương hàn băng địa ngục nghĩa là gì? Bắc phương hàn băng địa ngục chúa trừ tai. Thank you.
quy vu Phật quốc đề cập khi có trong phi tầm cố của công đắc tiêu sinh cho pháp xuất đắc âm dương này nào. Âm dương cười là tươi là tốt, âm dương bất yếu như hà bất linh. Hôm nay cập khi tấu lên bác vương hoàn mang kia địa ngục chúa từ tay giải tù giải tỏa kẹp khi đã môn khai cho cái thoát khỏi ngục môn bác vương cho pháp xuất đắc âm dương nào. Kê thiên tai lạy ơn Đức Phật Mục Liên cứu đường thân tổ cứu huyền Vinh Hoa về quê cực làm ở tòa thiên thai lại hồn thoát khỏi tận ai chẳng còn bên khuất lên ngàn cõi tiền lên ngàn cõi ngoài thở than lạy đã làm tiên bình đài vâng con hồ cháu hồ mai giàu sang phú quý muôn đời vinh hoa lòng thương cha mẹ cực mau tân toan đêm ngày bao bố cho yên bây giờ hồn thoát diêm vương ngục tù con cháu tôi đường thiên thu hồn về phần quốc tây phú tiêu sinh dài gái đều được hiến vinh tứ tôn miêu rỉ khang ninh thọ trường các xưởng thiên thu vạn vạn tuế ngưỡng lì công đức sở hữu cáo văn nam phương tuyên đọc tây phương tuyên đọc thanh thao hoàng thuyền chân phu cáo hạ hữu phủ cáo hạ tây phương đào sơn địa ngục chúa giả trưởng nhân gian sinh tử chi quyền ngục chúa thần quan thị địa hạ u âm chi sở hữu lương hữu đạo trương tội giải oan bạt độ linh hồn giải thoát trầm luân chi cảnh khâm thừa phần sắc bất đăng cửu đình nhất như cáo mệnh phong hỏa phụng hành tuệ thứ giám thì niên lục ngoan sơ thập nhân thì cáo hạ trưởng tam giới thái thượng trình nhân pháp sư tăng thần từ pháp đứng phụng hành và âm Tây Sơn Địa Ngục nghĩa là gì? Tây Phương Đao Sơn Địa Ngục Chúa Trừ Tai, Tây Phương Đao Sơn Địa Ngục Chúa Trừ Tai, Chư Tam Vĩnh Địa Thị Như Lai, Đồ Đắc Chư Tinh Lưu Thất Thổ, Đô Trì Tích Trượng Đá Môn Khai, Đá Môn Khai, Đá Môn Khai. Đào Sơn Địa Ngục phá tù phá tội giải tán cập khi cho cái linh hồn để cái thoát loạn tâm luân thoát đi khổ sở cộng đắc tiêu sinh quy vu phục cái thoát khỏi địa ngục cái Tây Phương thì cái các ngục chúa thần quan chứng minh công đức cho pháp sư khất đắc âm dương nào cái chuyện tay. Hóa xa địa ngục, bồn rừng khê thay,
gưu đầu cùng tôn quải bày. Nam Phương Tuyên Đồng. A thanh thao hoàng thuyền chân a phu cáo hạ hữu phu cáo hạ Nam Phương hỏa xa địa ngục chúa giả trưởng nhân gian. Sinh tử chi quyền ngục chúa thần quan thị địa hạ u âm a chi sở hữu lương hữu đạo trương tôi giải oan bạt độ linh hồn. A thoát giải trầm luân chi cảnh khâm thừa phần sang bắt đăng cửu đình nhân như cáo mệnh phong hỏa phụng hành. Tuê thử giam thì niên lục ngoan sơ thập nhật thì cáo hạ trưởng tam giới thái thượng trình nhân pháp sư tăng thần từ pháp đứng phụng hành và áp. À, Nam Phương địa ngục nghĩa là gì? Nam Phương hóa xa địa ngục chúa trừ tai. Nam Phương hóa xa địa ngục chúa trừ tai. Chư tâm đính thị thì như lai. Đồ đắc chúng sinh lý thoát của ngôi trí tích tượng đá môn khai. Đá môn khai, đá môn khai. Nam Phương ngục chúa thần quan khai phá thông kê phá tù khai ra khai tóa khai tội khai tù cho kê linh hồn Nguyễn Ngọc Minh chính hồn thoát khỏi cửa ngục Nam Phương để cập khê có trong để kê thoát loạn tần luân thoát đi cổ hộ sổ cộng đắp tiêu sinh quy mô thật với úm khai giải kê tả môn khai để kê tháp hóa cho đông đủ hết cho pháp sư khất đắc âm dương nào. Ông cập khi Nam Phương để cái đao sơn địa ngục để khai ra khai tỏa người khai tù khai tội khai tính khai hình cho cái vong linh để cái vong hồn để cập khi có trong vong linh người kia tiêu thoát để cho pháp sư khất đắc âm dương nào. Âm dương cười là tươi là lợi để cái đệ nhất âm dương bất ra tiếu bất ra linh bất ra thỉnh khai phá làm Nam Phương cửa ngục cho đả cho pháp sư âm dương nào không. Nam Phương rồi cái ngục chúa thần quan khai ra khai tỏa khai tính khai hình cho các cái linh hồn thoát đạn kia thoát kia tại cửa ngục Nam Phương cho pháp sư khất đắc âm dương như nào cái thiện tài. Nó nhốt nó phải giữ chứ. Sinh lên ngàn cõi tiên, con cháu hưng thịnh thiên niên thọ tàng phúc lộc bình yên đời đời các trưởng thiên thu bản a. Ngưỡng lì ngưỡng lì công đức sở hữu cáo văn trung ương tuyên đọc. Thanh thao hoàng thuyền chân phù cáo hạ hữu phù cáo hạ trung trung ương đi lê địa ngục chúa giả trưởng nhân gian sinh tử chi quyền ngục chúa thần quan thị địa hạ u âm chi sở hữu lương hữu đạo trương tôi giải oan bạt độ linh hồn thoát giải trầm luân chi cảnh khâm thừa phần sắc bất đăng cửu đình nhân như cáo mệnh phong hỏa phụng hành tuê thứ gia thì niên lục hoàn sơ thập nhân thì cáo hạ trưởng tam giới thái thượng trình nhân pháp sư tăng thần từ pháp đấng phụng hành và âm. Trung ương địa ngục nghĩa là gì? Trung ương ni lê địa ngục chúa trừ tai. Trung ương ni lê địa ngục chúa trừ tai. Chư tâm đến thị thị như lai. Đồ đắc chúng sinh lý thoát được vô thị tích tượng đá môn khai. Đá môn khai, đá môn khai. Thank you.
tháp sư pháp chuộc đấu trung ương ly lê địa ngục ngục chúa thần quan khai thông đạo lộ khao phá ngục môn mở cửa kia ngục môn trung ương cho kia linh hồn Nguyễn Ngọc Minh chính hồn thoát loạn tầm luân thoát ly cửa ngục trung ương để kê cho pháp sư khất đắc ẩm dương đồng phúc đại ngự mấy kể là linh thiêng nào âm dương cười là tươi đã tốt kia úp khai giải pháp kia thủ phá tội khai ra khai tóa kia trung ương kia cửa ngục kia ly lê môn khai đã kia hát cho pháp sư khất đắc âm dương thoát khỏi ngục môn cho pháp sư khất đắc âm dương nào xong cập khi âm dương bất tiếu bất đa linh kia ngục môn trung ương để cập khi có dòng ly lê địa ngục để khai tù khai tội khai ra khai tóa khai tính khai hình cho kia linh hồn kia thoát nạn kia tại kia cửa ngục trung ương khai thông đạo đồ đây cho kia pháp sư khai ra khai tóa khai tính khai tình khai giải ngục môn trung ương thì để cho pháp sư khất đắc âm dương nào xong cập khi âm dương lý đề trung ương địa ngục chúa giả trưởng nhân gian khai ra khai tóa khai cổ kia tù khai tội ngược ngục kia trung ương cho pháp sư khất đắc âm dương nào để thiền tay muốn cửa cuối nữa mà nó còn cho khó thế đấy tờ vàng bị đốt đây cái nhỉ? Chưa, chị vào trong nhà lấy mấy tờ vàng. Bác ơi, bác bây giờ đứng dậy, bác nhấc cái
đốt đốt trong này chưa? Cái này mỗi cái này thôi. Ừ, đốt đốt. Nhấp đi theo thầy, bắt nhấp đi theo thầy. Bật đâu rồi? Đây đây đây, đốt ở cái này đây. Bật mà. Đây à, đèn này à? Không, cái đèn là bài này tắt. Tắt đấy. Cái cầm bật cái bật lưỡi theo đấy. Lưỡi đi đường mất tới. Đi đi theo, đi đi theo, đi đi theo. Trông dầu. Hả? À, trông dầu ấy gì đó. Đâu đốt chưa, đốt chưa? Đốt chưa? Đưa ra để đốt ấy. Đưa ra, đưa ra, đưa ra. Còn quyển trông dầu mà để quyển sách ấy chưa? Làm cái bát nó thanh thảo lên bát ơi. Chưa, mới chút lấy. Quyển bạc ấy chứ, sao lấy quyển này. Cho rồi ghi phá ngủ cái bia đoạn nha.